kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV, cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình trưa nay thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Mất hàng tỷ đồng sau cuộc gọi cài app dịch vụ công giả mạo. Bắt giam vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng tại Đồng Nai. Tăng cường bảo vệ các loài hoang dã dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ý nghĩa chương trình Bạn nhỏ vùng cao xuống phố. Công an thành phố Hà Nội cho biết từ đầu tháng 1 năm 2024 đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã tiếp nhận đơn trình báo của 6 người dân bị lừa cài đặt dịch vụ công giả mạo và bị chiếm đoạt gần 20,6 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 15,3 tỷ đồng và người bị chiếm đoạt ít nhất là 252 triệu đồng. Theo Công an thành phố Hà Nội, thủ đoạn của những đối tượng là tạo ra những ứng dụng có giao diện giống với ứng dụng cổng dịch vụ công. Sau đó, chúng giả danh là công an phường, quận, thông báo căn cước công dân chưa được đồng bộ dữ liệu đất đai thành công, chưa cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế, cập nhật thông tin bằng lái xe chưa thành công và hướng dẫn cập nhật qua mạng vì công an quận phải hoàn thành công việc ngay trong ngày. Các đối tượng tội phạm thường nhằm vào những người cao tuổi, ít am hiểu về công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng. Tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc là file APK. Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Minh Diệp 49 tuổi và Trương Minh Thắng 27 tuổi. Cả hai đều ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, gây ra loạt vụ trộm cắp tài sản nơi thờ tự. Theo hồ sơ công an, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến nay, trên địa bàn thành phố Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đình làng, nhà thờ. Các đối tượng tập trung trộm các bức liễn, bức hoành, lưu đồng, đèn thờ, bộ tam sư, hạc bằng đồng. Để truy bắt thủ phạm, Công an thành phố Huế đã xác lập chuyên án bằng các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng đã bắt được Diệp và Thắng, thu giữ nhiều tang vật và công cụ gây án. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự, trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai hôm qua đã di lý cặp vợ chồng gồm Trần Thanh Bình sinh năm 1972 và Nguyễn Thị Thanh Nguyệt sinh năm 1979 cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa từ tỉnh Lâm Đồng về Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu con dấu của tổ chức cá nhân. Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an Đồng Nai xác định, năm 2018, thông qua mạng xã hội, cặp vợ chồng Bình và Nguyệt đã đặt làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nhằm thế chấp, ký hợp đồng giả để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng của một số người dân. Qua điều tra, ngày 12 tháng 9 năm 2023, cả hai bị khởi tố để bắt tạm giam nhưng lại bỏ trốn khỏi Đồng Nai và bị Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện và bắt giữ Bình và Nguyệt khi đang lẫn trốn tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Tuấn An, 44 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khi phát hiện bà Nguyễn Thị Vệ, 68 tuổi, quê tỉnh Bình Phước, đang nghe điện thoại ở ấp 1C, xã Phước Thái, Tuấn An điều khiển xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại rồi ga tẩu thoát nhưng đã bị công an bắt sau đó. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ một nghi can gây ra vụ trộm hàng chục cây vàng. Trước đó vào tối ngày 8 tháng 12 năm 2023, ông NVV, ngụ thị trấn Eapok, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk đến công an trình báo về việc cơ sở kinh doanh của ông bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều cây vàng và tài sản khác, tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng gây ra vụ trộm vàng là Nguyễn Ngọc Điềm, 43 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội. Hàng chục trinh sát được cử vào cuộc truy bắt nghi can. Tuy nhiên, Điềm liên tục thay đổi nơi ở đến nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Thái Bình, Đồng Nai. Khoảng 23 giờ ngày 12 tháng 1, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được Điềm khi người này đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không tham gia săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàn trữ, quảng cáo động vật hoang dã, chim di cư trái pháp luật, không nuôi, trồng, mua bán, phóng sinh các loại ngoại lai xâm hại, không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hành vi tiếp tay cho các hoạt động săn bẫy chim hoang dã trái phép. Bộ cũng đề nghị các cơ quan chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm kiểm lâm, kiểm ngư, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển, công an, tăng cường công tác phối hợp liên ngành. Qua đó, thanh tra kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi vừa ký ban hành văn bản số 558 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Theo đó, các ngành địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt hoạt động vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, bỏ chất thải đúng nơi quy định để thuận tiện trong việc vận chuyển đi xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Đồng thời giao Sở Giao thông Vận tải tuyên truyền hướng dẫn các hành khách, chủ phương tiện đổ bỏ chất thải đúng nơi quy định, bố trí các túi, thùng chứa chất thải trên xe để thu gom chất thải phát sinh khi lưu thông và có biện pháp xử lý các trường hợp không thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ngoài ra cũng cần tăng cường kiểm tra vệ sinh tại các bến xe, nhà ga, phải giám sát tại các điểm trung chuyển hành khách, điểm dừng xe và yêu cầu các đơn vị dịch vụ vận tải hành khách, chủ phương tiện quản lý tốt việc phát sinh, phân loại và bỏ chất thải đúng nơi quy định. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang đến gần với mục tiêu không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết. Các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động sẵn sàng chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên, người lao động. Trong đó đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, lao động xa quê để có thể đón một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình. Ghi nhận tại huyện Long Thành. Theo Liên đoàn Lao động huyện Long Thành, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp thiếu đơn hàng, người lao động giảm giờ làm và thu nhập, trong khi chi phí sản xuất và đời sống tăng cao. Tuy nhiên, công đoàn cơ sở, ban giám đốc các doanh nghiệp vẫn sẽ cố gắng chăm lo cho đoàn viên, người lao động đón Tết Nguyên đán 2024 đầy đủ cả về vật chất và tinh thần theo khả năng tài chính có thể nhất, để nhằm chia sẻ khó khăn cũng như tri ân sự đóng góp trong năm của đoàn viên, người lao động. Đến thời điểm này là tổng sản lượng Nam Long là giảm 30% sản lượng. Nhưng mà dự kiến là mức lương thưởng Tết của công nhân vẫn là bằng mức bình quân của 3 năm gần thứ nhất. Chắc chắn là sẽ có lương tháng 13 và thưởng từ 1,5 đến 2 tháng lương cho đối với công nhân. Nếu mà những bộ phận mà vượt mức kế hoạch hoặc là hoàn thành tốt các chỉ tiêu, ví dụ như là sản phẩm lỗi hay là thấp hơn hay là thời gian làm việc tốt hơn hay là gì là... Năm nay thì tình hình kinh tế khó khăn, đơn hàng của công ty sụt giảm nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó thì đưa đề xuất của ban chấp hành công đoàn cơ sở thì ban giám đốc công ty vẫn tặng thưởng tháng lương 13 như mọi năm. Bên cạnh đó thì ban chấp hành công đoàn cũng tặng quà Tết cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. Phần quà tuy là không lớn nhưng mà cũng động viên tinh thần để cho đoàn viên có Tết. Thống kê toàn huyện Long Thành có 350 doanh nghiệp quy mô từ 50 lao động trở lên với hơn 65.000 công nhân lao động địa phương và các vùng miền đất nước đến làm việc. Qua báo cáo từ các công đoàn cơ sở, mức thưởng Tết cao nhất là 372 triệu đồng một người, thấp nhất là 1 triệu đồng một người, cùng tháng lương cơ bản, phần nào động viên người lao động trong dịp Tết đến xuân về. Thì Liên đoàn Lao động huyện sẽ tổ chức chương trình văn nghệ trao quà cho đoàn viên người lao động. Dự kiến số quà tại Đêm Văn Nghệ là 500 phần, tổ chức cái họp mặt tặng quà cho gia đình công nhân lao động có con là dưới 12 tuổi. Mỗi phần là trị giá tiền mặt là 1 triệu đồng với một phần quà trị giá từ 2 đến 300 ngàn đồng. Ngoài ra sẽ dự kiến tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khoảng 10.000 phần quà và tiền mặt là trị giá là 500 ngàn đồng. Với sự chủ động trong các hoạt động chăm lo Tết của các cấp công đoàn sẽ góp phần giúp đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức công đoàn.
Từ đó đoàn viên, người lao động thêm tin tưởng, gắn bó, nỗ lực, làm việc đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn trong năm 2024. Với tinh thần tương thân tương ái, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Trường Sĩ quan Lục quân 2 phối hợp với Hội Doanh nghiệp BNI Chapter Energy Biên Hòa đã tặng 80 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Món quà giá trị tuy không lớn nhưng mang đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của nhà trường hướng về người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến xuân về. Qua đó kịp thời chia sẻ động viên tinh thần những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền thật sự vui tươi, hạnh phúc. Đây là niềm động viên chia sẻ để các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo an tâm lao động sản xuất, đón một mùa xuân mới trọn vẹn và ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua, câu lạc bộ Bạn Thương Nhau tại Đà Nẵng đã đồng hành hỗ trợ vật chất tinh thần cho hàng nghìn lượt học sinh các huyện miền núi của khu vực miền Trung. Và để tạo thêm động lực cho các em trong quá trình học tập, câu lạc bộ đã triển khai chương trình Bạn Nhỏ Vùng Cao Xuống Phố, đưa các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với thành phố hiện đại và trải nghiệm những việc mà các em chưa từng được thấy, chưa từng được làm trước đây. Được xem phim, được đi mua sắm ở siêu thị, được đến những điểm tham quan nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Và điều đặc biệt nhất trong chuyến đi này của em Kim Pha đó là được đến thăm nhà sàn Bác Hồ ở thành phố Đà Nẵng. Có lẽ đối với cô bé học sinh lớp 3 ở huyện miền núi Đông Giang này, đây là chuyến đi đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời. Con rất hạnh phúc vì được đi Đà Nẵng, đi xem phim, đi biển, đi khu vui chơi. Và con xứng đáng là con ngoan, là cháu ngoan của Bác Hồ. Cũng như Kim Pha, gần 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã được thăm thành phố Đà Nẵng thông qua chương trình Bạn Nhỏ Vùng Cao Xuống Phố. Tham gia chương trình lần này, các em đã được vui chơi, mua sắm ở các siêu thị lớn, tham gia trò chơi ở bãi biển và tận hưởng không khí Tết nhộn nhịp tại thành phố Đà Nẵng. Lần đầu tiên con đi lựa đồ ở siêu thị rất là vui. Con ở đây mua đồ Tết thật là thoải mái. Bạn Nhỏ Vùng Cao Xuống Phố là chương trình do câu lạc bộ Bạn Thương Nhau thành phố Đà Nẵng thực hiện. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Đi Học Trên Núi, hướng đến hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi hoặc không sống cùng với cha mẹ, chịu khó vươn lên trong học tập. Việc đưa các em xuống núi tiếp cận với sự tiện nghi, hiện đại nhằm giúp các em có thêm động lực để đến trường, xây dựng, phát triển quê hương. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để các em xuống phố, để các em tiếp nhận những cái văn hóa hiện đại như ánh sáng của nguồn điện, rồi các cái cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố. Và các em có thêm động lực để khi về núi các em có thể học tập và có một cái mục tiêu để các em vươn tới. Và đặc biệt cái lần này thì chúng tôi muốn các em cảm nhận được cái Tết ở miền xuôi nó như thế nào. Câu lạc bộ Bạn Thương Nhau thành phố Đà Nẵng đã có nhiều dự án hoạt động thiện nguyện tập trung vào công tác giáo dục cho các huyện miền núi của khu vực miền Trung. Trong đó nổi bật là các dự án xây dựng trường trên núi, đi học trên núi, bữa cơm miền núi được duy trì trong suốt 10 năm qua. Tin thời tiết, thưa quý vị, theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2023 do El Nino tác động đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam xác lập các kỷ lục về nhiệt độ. Đây là năm nóng nhất từ trước đến nay. Dự báo năm 2024 tiếp tục là năm nóng nhưng không bằng năm 2023. Cũng theo cơ quan chuyên môn, dự báo năm nay, hiện tượng El Nino pha nóng có thể kéo dài đến giữa năm, sau đó chuyển sang pha trung tính và chuyển sang La Nina pha lạnh trong nửa cuối năm. Nửa đầu năm thiên hướng nắng nóng, thiếu nước, hạn hán ở Bắc Bộ, đặc biệt Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Các khu vực này có nguy cơ thiếu nước ngọt, thiếu nước sinh hoạt và thiếu nước sản xuất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.